làm gì vậy cha? Cháu quay chưa? Rồi. Ủa thì sao cháu quay nhầm quá vậy? Ừ. Hả? Hả? Rồi, cháu quay rồi. Bữa nay mình là thế là con rắn khổng lồ to bự nhất hành tinh. Ăn được 11 cái dương miệng rồi nha. Ăn hết dương miệng của đống rồi luôn. Cháu quay ăn gì? Hả? Cháu ăn xong cái cháu quay con khác hả? Bây giờ mình đi kiếm cái gì ta? Đi kiếm cái gì bây giờ, kiếm dương miệng nữa ha. Dạ. Hay bây giờ mình kiếm con bự bự mình quay á đi. Mình có con nào bự đâu. Kìa. Con này không có dương miệng. Quay luôn. Quay nó coi. Hả? Ủa sao bị theo boss này nó lấy hàng của mình rồi mà nó chưa có giao anh. Làm sao? Cháu quay con đó mà cha. Cha. Việt Nam boss hả? Việt Nam boss hả? Cha. Gì con? Cháu quay con đó rồi. Rồi đã lấy rồi. Quay con đó đấy. Làm. Gì? Quay con đó đi lên. Con nào? Này nè. Con này không đã, gọi điện với nó, hỏi anh xin biết. Chết rồi. Lấy hàng hoài chưa giao kỳ vậy. Quay gì? Quay gì vậy cha? Ủa, tại sao quay con đó? Thì nó chỉ quay con này mà. Ừ hả? Nó chỉ con nào? Chỉ này tôi tin bó chuyện này nhưng mà bà nói cha vậy bà vẫn chơi vậy đó. Thôi chơi chỉ cha con này con quay con này rồi nói con kia có cuộc rồi quay con nào quay con này dạ. Cái gì kìa. Ship rồi đang giao á. Nữa. Cha cho quay con bự này luôn rồi. Quay này hả? Dạ. Biết có quay đầu lên không đi nữa. Thôi đi chậm quá sao tới nó được. Đi nhanh nguy hiểm lắm con. Chết bà. Thương. Chú bảo vệ anh nó luôn. Trời ơi. Gọi điện xác nhận với bộ cục đó chứ. Thôi anh xin biết được. Nhưng mà anh đến xác nhận nó lấy hàng rồi đúng không? Vì cái mục chờ lấy hàng là xong rồi. Rồi cho quay hết đi. Quay luôn. Tàu đi chà. Rồi. Hết được cứu rồi. Đúng rồi. Hết ai cứu rồi. Rồi xong phim. Xong phim no. Kìa dung biển kìa. Từ từ con đừng có gấp cho Trang. Kìa hai dung biển luôn. Quá trời luôn. Đúng rồi. Quá trời dung biển luôn. Mày cái này nó lên hàng nhất luôn. Đúng rồi. Nhất luôn rồi còn gì nữa. Đúng rồi. Bự nhất luôn. Hạng nhất luôn rồi đó. 16 cái dương miệng rồi nghe bà con. Mình là hiện tại con gắn to nhất làng xóm ơi. Mình mười. Bây giờ mình đi săn 16 dương miệng luôn rồi nghe bà già. Bậy bạ. Bây giờ mình đi săn kiếm con nào bự bự mình săn nó đi. Đúng rồi. Là bự bự có trong miệng thì mình ăn đã luôn. Ừ. Ủa chúng mình quay con nào cha? Chưa biết có con nào bự bự mới được quay nó mới đã. Con này nhỏ nhỏ luôn. Ừ. Con coi như miệng bự bên đây nè. Ừ con này nè được không? Đúng rồi được. Quay con này ha. Rồi quay hết đi. Ôi chứ nó nguy hiểm quá vậy. Nó nùi đó sao quay được. Cái quay con nào đây là cái đồng bọn nó túi nó hay gì. Đúng rồi. K
kìa, kìa. Không có chiếc xe kìa. Đây là được rồi thôi mà. Ừ, nhân hiền rồi. Nè. Ừ. Kìa, quay luôn bổ mày nó hết cuốn rồi đó. Quay đi cha. Ừ. Rồi, tiêu nó với cha rồi đó. Đúng rồi. Cái chạy nhanh làm gì vậy? Ừ, tôi còn nói xíu này. Cái chạy nhanh làm gì vậy cha? Ừ? Cái chạy nhanh làm gì vậy? Ây da. Cái con này. Cái con này thiệt tình đó chứ. Kìa. Anh kia kìa. Con thiệt. Ủa thì sao nó tự chết ên đó vậy cha? Nó đụng như mình cha hay gì? Đúng rồi. Mình hiện là con gắn to nhất. Mình đẹp con nhất luôn đó. Ừ. To nhất chị. Mình là hàng nhất luôn rồi đó. Mình là con gắn bự nhất luôn á. Chuẩn bị có hai cặp về nó nặng nội. Kìa. Nữa. Cháu quay gì vậy? Kiếm con nào bự bự mình quay nó đã. Con này cũng nhỏ nhỏ nhưng chưa có con bự nào hết vậy. Kìa cũng bự kìa. Con đó cũng chưa có bự lắm. Chừng nào nó mới bự lên. Ừ. Giờ đi qua chị kiếm cái nào có dương miệng cho ăn. Ừ, ở dưới có một dương, có một con bự bự á. Kìa, con bự bự là con này nè. Gì? Thì cha, con bự bự con này nè cha. Trả hàng người bán là sao? Dạ, cho quay con bướm bụng này luôn ơi. Cho quay này luôn đi. Con này nhưng mà nó dài quá, sao biết được đâu quay nè. Quay đại luôn đi. Con này cũng quay chứ không ơi, kiếm con này có dương miệng mình nó quay. Trái ở trên đỉnh đầu nó không có hả? Ừ. Đá không vậy? Không biết nữa. Ôi rồi cái này nó không báo phát không thành công vậy chứ. Tự nhiên nó trả hẹn người bán rồi ta. Kìa, hãy xuống tắm rồi. Kìa, kìa, tắm. Ôi nghỉ đi anh ơi. Chết cái nghỉ gì. Thôi, sẽ chết là tới bò cha. Không có thời gian rồi, mà nằm nó chơi ra đêm. Cha, chết là tới bò nha. Thôi, mà nói bây giờ không được này, bây giờ vô chơi luôn đi. Dạ. Cẩn thận nha. Dạ. Bò hiện tại con gắn bự nhất rồi đó. Đi qua đường này. Ừ. Nó chỉ. Ủa thì sao hết rồi. Ừ. Hết nước rồi. Kìa. Còn nước. Nè. Cái đường nó chỉ. Ủa tại sao có cái con, tại sao có cái con đó vậy? Quay con này. Rồi. Trời thua luôn. Trời ơi, sao vậy? Hiện tại mình được 40 tấn. 50 cái huy chương, vương miện một người luôn. Rồi, quá trời nhiều luôn. Ủa có chơi lại không cha? Không còn ơi. Ủa thì sao? Thật là khủng khiếp quá đi, mình quá trời nhiều luôn, mình lớn thật là lớn luôn phải không? Game gì mà hay quá ha. Biết cái game gì đâu mà nó bánh lộn bánh lạo không kìa. Không biết nữa. Quay gì cuồng. Sao quay cuồng. Crazy Summer.
Tìm được một gương. Cái gương gì đây? Nhân kinh nghiệm, nhân chính là cái gương gì đây? Gương sắt. Mở gương sắt này ra coi có gì đây. Vàng châu báu gì đó không biết nữa. Có được gì đây? Vàng. Rồi hết mở được rồi, mở vàng gì đây? Danh hiệu mới. Danh hiệu chiêu mộ. Đây. Thôi vậy thôi nha. Rồi hết quà rồi. Rồi thôi xin tạm biệt thôi. Ủa thì sao? Ủa cha, nó buồn ngủ chưa? Con bắn nó buồn ngủ rồi cha. Nó buồn ngủ rồi.